Kính chào quý vị. Ly mời quý vị nghe một cái câu, nghe một bài viết chuyện kể về các nạn nhân của phục binh dụ đạo. Quý vị biết rõ là chúng nó luôn luôn tự nhận là tôn giáo lớn nhất, rồi có nhiều người theo, nhưng mà theo là ngày xưa đến giờ là có những cái cách như vậy quý vị. Ép đạo, dụ đạo, ép là gì? Ngày xưa đầu tiên ép là như ở châu Âu là ép là ai không theo là giết. Rồi khi đến Việt Nam thì dụ dụ bằng đến những cái vùng nghèo khó, rồi dụ bằng gạo, bằng tiền, bằng thuốc men, bánh kẹo đấy. Còn về sau này là ép bằng hôn nhân, tức là miệng thì nói là tự do tôn giáo, miệng thì nói đạo nào cũng tốt, nhưng mà bất kể con trai con gái lấy đạo khác là cứ phải là bắt là phải cải theo đạo họ mới cho cưới. Rồi bây giờ thì không bắt theo nữa, nhưng mà cưới nhưng mà phải cam kết là sau này là phải để cho đứa con là phải được được đi đi được học được được học đạo. Rồi cũng như quý vị thấy ấy, ông Lý Tống thì có pháp danh của đạo Phật là chính nhân, nhưng mà chết ở bệnh viện rồi nó đến nó cướp xác, nó rửa, nó đặt cho ông cái tên là Michel. Rồi ông Chí Tài chết ở cầu thang rồi nó đưa tới bệnh viện nó nhét cho ông cái tên Du Xe. Rồi nghệ sĩ Mai Phương cũng là một Phật tử thuần thành rồi, nó cũng ép người ta vào những cái giờ phút mà gọi là bệnh sắp chết. Và đây là một cái bài mà nói lên cái sự trơ trẽn, cái sự cướp cướp tín đồ của các cái tôn giáo khác một cách trơ trẽn của cái tà đạo này. Mời quý vị nghe chuyện kể về các nạn nhân của phục binh dụ đạo. Lời tòa soạn: những chuyện cải đạo trên giường bệnh hoặc sau khi chết đã xảy ra khắp nơi, cũng không khác gì rửa tội lúc con trẻ mới sinh. Chưa biết tôn giáo là gì, nghĩa là họ lấy cắp linh hồn khi nạn nhân không thể phản kháng. Sau đây là lá thư gửi ra các diễn đàn thư tín, kể chuyện theo tai nghe mắt thấy và kinh nghiệm cá nhân của Nick Đa, Nick Giao Quan, Giao Hoan. Chúng tôi chỉ chỉnh vài lỗi chính tả và giữ nguyên cấu trúc câu văn, sách hiếm. Và đây là lời của tác giả. Một, nạn nhân thứ nhất, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Qua lời tâm sự của ông bà nha sĩ, kiêm cựu chủ tịch cộng đồng Nam Cali, Hoa Kỳ, ông Bùi Bình Bân và Nguyễn Thị Thanh như sau. Nguyễn Thi Thanh như sau. Nguyễn Chí Thiện vào Mỹ theo diện chính trị. Ngày vừa đặt chân tới sân bay Los Angeles, cả trung đội 30 chiên công giáo, trong đó có tiểu đội đặc nhiệm phục binh dụ đạo gồm Trần Phong Vũ, Lê Tinh Thông, Nguyễn Hữu Luyên, Trần Thanh Hiền, vân vân, vây quanh lôi kéo ông về trung tâm công giáo thuộc City Westminster ra mắt ba bề trên, gồm Đức ông Nguyễn Văn Tiến, Mai Khải Hoàn, Mai Văn Lương. Sau đó, chúng dúi vào tay ông bao thơ dày cộm gọi là trả công bội hậu, cũng là ít quà tiêu vặt vì ông Nguyễn Chí Thiện tự nguyện đến ra mắt các bề trên, tức lãnh lãnh chúa lũ chiên Việt Nam, quận Cam, miền Nam, Hoa Cali, Hoa Kỳ. Sau đó, ông Nguyễn Chí Thiện được đưa về nhà tên giáo gian trong tiểu đội phục binh dụ đạo an nghỉ. Nơi đây, phòng ốc khang trang, quần áo chăn mền và tủ lạnh đầy ắp cùng 5 cây thuốc lá Mỹ mời đón Nguyễn Chí Thiện. Sáng hôm sau, Nguyễn Chí Thiện được cả tiểu đội dùng xe van đưa ông dùng bữa sáng tại phở Butter và cà phê Cứt Chồn chính hiệu Lâm Đồng do giáo dân biếu tặng. Những ngày kế tiếp, tiểu đội phục binh dụ đạo chở ông đi check up tại văn phòng bác sĩ và làm thủ tục giấy tờ nhập cư Mỹ. Tiền chính phủ cấp cho đầu người tị nạn là 300 đô la. Và hàng tháng tiền welfare ông chưa đụng đến và dành dụm gửi về Việt Nam Cộng sản hay sao viết tắt VNCCS.
cho người chị gái tại miền Bắc Việt Nam đang nghèo khó. Những ngày tháng kế tiếp, ông được tiểu đội phục binh dụ đạo mua vé máy bay sang viếng Tòa Thánh Vatican Rome, hy vọng sẽ được hôn nhẫn giáo hoàng, nhưng hôm ấy ngài bận đánh gôn với các trùm mafia Ý. Ông được chúng chờ hoặc dùng phi cơ đi khắp Âu Châu và các bang Mỹ để phát động và quảng cáo tập thơ Hoa Địa Ngục mà ông sáng tác. Tức là ông này viết viết thơ về chế độ Cộng sản. Hàng tuần, chúng chài mồi mời mọc ông đi lễ nhà thờ. Sau đó, ông được đãi ngộ, dùng tiểu yến, đại yến suốt ngày đêm với những ông to, bà bé, ca tô trong miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Bất ngờ, bác sĩ phát hiện ông bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Ông được xạ trị và thuốc men, bó tay, cuối cùng nhập viện chờ chết. Đó là Nguyễn Chí Thiện nha. Hàng ngày tại giường bệnh, tiểu đội phục binh dụ đạo và có khi cả đoàn thánh ca Bùi Chu kéo đến thăm hỏi, quà bánh và hát thánh ca vang rền cả bu đinh bệnh viện. Hết tên Trần Phong Vũ đến tên Lê Tinh Thông, rồi đến mụ Trần Thanh Hiền. Con mẹ Trần Thanh Hiền này chống cộng điên cuồng, hay cầm cờ biểu tình phố Bôn Sa đó quý vị. Hết tên Trần Phong Vũ đến tên Lê Tinh Thông, rồi đến mụ Trần Thanh Hiền. Hầu như hàng ngày chúng phủ phục bên giường bệnh, chúng rỉ rả to nhỏ khuyến khích ông cải đạo thành con cái Chúa. Ông sẽ có mồ êm mà đẹp, Giáo hội Công giáo Việt Nam hải ngoại sẽ tổ chức hoành tráng cung nghênh như thánh tử đạo. Ấp úng và suy tư, thôi thì một liều ba bảy cũng liều, sống cô đơn, chết linh đình, quyết định và rồi ông say ok. Khoảng 5 phút sau, một cú phone tay, một ekip ca đoàn thánh linh và ba đức ông nêu trên đến làm phép rửa tội, đặt tên thánh và lễ sức dầu cho ông, trọn bộ thành tân tòng con cháu Chúa. 4 ngày sau ông mất, cả đám cò mồi phục binh dụ đạo, chúng reo hò cả bệnh viện đều nghe rõ, vì theo bi cũ và mới. Nếu dụ đạo được một người ngoại đạo thành chiên tân tòng đó sẽ được ơn toàn xá, nghĩa là không tội lỗi gì cả kể từ khi sinh ra cho đến chết. Đám tang Nguyễn Chí Thiện linh đình, ban nhạc thánh ca, giáo dân hai hàng dài cùng 13 linh mục và đức ông đọc kinh lạy cha vang cả đường phố và tận nghĩa trang Chúa Chiên Lành. 2 năm sau, ông Nguyễn Chí Thiện được Hội đồng Giám mục Việt Nam hải ngoại phong là thánh, ghê chưa? Và bốc hài cốt sang nhà thờ chính tòa thành phố Garden Grove, nơi chỉ dành cho các đức ông thánh tử đạo an phần mồ yên mà đẹp. 2. Nạn nhân thứ hai, ca sĩ thiếu tá phi công Nguyễn Sĩ Phú. Gia tộc và cá nhân của Sĩ Phú rất sùng đạo Phật. Ông vá cáp và nương dựa với mụ nạ dòng tên Hoa tại miền Nam Cali, có nhiều đời là đạo gốc con cháu Chúa. Hàng tháng, anh em không quân chúng tôi cùng rủ nhau đi lễ chùa khắp vùng quận Cam. Nghiện thuốc lá nặng và do thất chí, ông mang bệnh trầm cảm và sau đó chuyển ung thư phổi. Tức là ông ca sĩ Sĩ Phú á. Sĩ Phú đây quý vị. Ông này thì mời quý vị nghe tiếp nha. Sau nhiều lần xạ trị không kết quả, ông bất tỉnh phải đem vào bệnh viện. Tại đấy, nhóm anh em chúng tôi cùng khóa túc trực bên ông qua lời thì thào. Ông nói rằng, ông dặn này, tao có chết, tụi bay làm ơn thỉnh nhà sư đến tụng kinh siêu thoát cho tao và làm ma chay theo truyền thống dân tộc Việt Nam. Làm ơn, đó là lời ca sĩ Sĩ Phú. Và khi ông mất, chúng tôi có gọi hai nhà sư đến đọc kinh siêu thoát và chọn ngày ma chay cho ông cùng mồ mả khang trang. Không ngờ mụ nạ dòng ca tô tên Hoa, đảo chánh
lái sang 180 độ, không nghe theo lời người chết. Mụ mời ba tên áo thủng đen, tức là con vợ sau ấy, cũng không phải vợ, nó dạng dạng gá lại sống thôi. Mụ mời ba tên áo thủng đen gồm Nguyễn Văn Tuyên, Mai Khải Hoàn và Nguyễn Anh Tuấn đến làm lễ rửa tội và đặt tên thánh Sức Dầu làm phép xác. Khi đó chúng tôi vì quá mệt mỏi nên rút về nhà, hẹn sẽ đến lo toan những gì bạn chúng tôi trăn trối. Ngày ma chay và tiễn bạn ra đi, không khí đám tang trơ trẽn, ca đoàn và lũ quả đen đọc kinh lạy cha át tiếng khóc nghẹn ngào của bè bạn sĩ phú. Thương cho sĩ phú ra đi trong cô đơn nơi đất khách. 3. Nạn nhân thứ 3, ca sĩ, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh hay còn gọi là Nhật Trường. Bài Tuyết Trắng, Nhật Trường sáng tác tặng riêng chúng tôi. Sau này gặp nhau tại Hoa Kỳ, Nhật Trường thành công qua những lần diễn xuất tại Hoa Kỳ và những quốc gia trên thế giới. Nhật Trường đây quý vị. Đây quý vị, ca sĩ Nhật Trường. Bản chất nghệ sĩ và lãng mạn khi sang trình diễn bên Canada do sự mời mọc và quyến rũ của em Mỹ Lan, gồm nhiều đời chồng, có đạo gốc Cato, phải lòng ông mang em sang Mỹ chung sống, tức là hai người phải lòng cho nên mang nhau sang Mỹ chung sống. Bà này có nhiều đời chồng gốc Cato. Nhưng đám con cái Nhật Trường thừa biết em Mỹ Lan chỉ dựa hơi danh vọng của Nhật Trường để vinh thăng mộng làm ca sĩ. Em này ép Nhật Trường cải đạo nhưng ông đều từ chối, giống y như anh Chí Tài. Nhưng ông đều từ chối và suy đoán em chỉ đến với ông qua danh lợi và ông đến với em do thể xác mà thôi. Hằng ngày, hàng xóm chung quanh nhà Nhật Trường đều thấy và nghe to tiếng, dần dần đến chửi tục, mắng dơ từ đám con trai và gái của Nhật Trường. Có lúc đứa con gái chỉ vào mặt Mỹ Lan thét gào cả khu phố đều nghe. Nó chỉ nè: Con đĩ cái, cút khỏi nhà tao. Mày rủ ba tao để chài mồi và định cướp nhà chúng tao. Con đĩ cái, cút khỏi nhà tao. Mày dụ dỗ ba tao để chài mồi và định cướp nhà chúng tao chung vốn mua để cha con chúng tao cư ngụ. Bỗng không mày vào định chài mồi tiến đoạt nhà chúng tao hả con đĩ Cato, con cái chúa. Đó là con của Nhật Trường chửi con mẹ này. Thật không may cho vận hậu Nhật Trường, lo lắng vì bị bà Nam Trân tố cáo cơ quan di trú Mỹ, Nhật Trường kết duyên bất hợp pháp do bà ghen với em Cato Mỹ Lan. Nhật Trường đợi trục xuất về Việt Nam Cộng sản, mang bệnh và phát hiện ung thư phổi thời kỳ cuối, cùng biến chứng thị lực mờ dần, ông nhập viện và chết với lòng cương quyết. Người quân tử không thờ hai chúa. Tại giường bệnh của bệnh viện, em nả dòng Mỹ Lan khi thấy Nhật Trường vừa trút hơi thở cuối cùng. Em nhảy đồng lên, rối rít gọi linh mục Phan Khắc Quần đến với lời hoan hỷ sau đây: Kính thưa cha, chồng con đã đồng ý cải đạo rồi, cha và chúa ơi. Đám tang Nhật Trường thật punny. Quan khách, ca sĩ, nhạc sĩ tiễn đưa rất đông. Dẫn đầu là các hòa thượng, thượng tọa Phật giáo tụng kinh tuần hành ra nghĩa trang. Đấy là theo ý nguyện của Nhật Trường. Thanh Toàn ôm hình Nhật Trường và các con, đứa mang bát nhang mâm quà khóc nức nở trong bi hận. Riêng một mình em Mỹ Lan và linh mục Phan Khắc Quần tay giơ cao thánh giá và đọc kinh lạy cha, lạy tía, mong át tiếng kinh cầu của các nhà sư và Phật tử tiễn đưa một nhạc sĩ tài hoa đã ra đi. Trên đây là sự thật lưu manh của lũ chiên Cato Việt Nam. Nói và trình bày ra đây, hầu độc giả không thêm bớt. Mùa thu Cali, USA. Chuyện chính mình.
Đây là chuyện chính mình nhé, tức là chuyện của chính tác giả. Chúng tôi có hai con trai và con dâu. Chúng tốt nghiệp ngành y khoa Hoa Kỳ. Cả hai cháu đều phục vụ toàn thời gian trong hai bệnh viện thuộc quận Cam miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Theo lời các cháu thuật lại, trong các bệnh viện nêu trên đều có khoảng gần một tiểu đội phục binh rủ đạo từ 3 đến 6 người, tức là chúng luôn túc trực trong bệnh viện để chờ người ta ngấp ngoài là nó cướp xác. Hầu hết nhóm này đều là các bà sơ công giáo, nghe cho kỹ nha quý vị. Họ có bằng y tá từ 8 đến 12 tháng sơ nhưng mà có bằng y tá để vô trong bệnh viện để thu nạp xác cho La Mã. Họ tình nguyện làm gì mà thời gian ấy là gồm là các ngành nghề săn sóc các bệnh nhân như sau: thay ra giường, tã lót, cắt móng chân và móng tay, thay băng cho ăn uống hay thay quần áo cho các bệnh nhân lâm sàng liệt giường. Đối với các bệnh nhân già yếu cô đơn, con cháu ít đến thăm viếng, hàng ngày tiểu đội phục binh rủ đạo đều đến tận giường bệnh nhân ân cần thăm hỏi trấn an và dùng các lời hay ý đẹp khuyến khích họ nên cải đạo để trở thành con cái Chúa, và nếu đồng ý sẽ có các bề trên đến làm lễ rửa tội, và nếu mất sẽ được làm các bí tích sức dầu làm phép xác để linh hồn nạn nhân về bên tay Chúa hưởng phúc trường sinh. Và nếu không có thân nhân, họ sẽ lo toan mồ êm mả đẹp, nghĩa trang công giáo Chúa chiên lành. Điển hình nhà thơ Nguyễn Chí Thiện được chúng cuồng tín hóa đem chôn ông tại nhà thờ kính Vô Đàn Go, nơi dành cho các đức ông hay đức bà bề trên công giáo đã bay về bên Chúa và vừa qua chúng phong ông là thánh tử đạo ngục sĩ. Nếu có dịp chúng tôi sẽ nêu rõ ràng cụ thể từng chi tiết hầu độc giả thấm hiểu rõ trò lưu manh dụ đạo của lũ phục binh Cato. Luật pháp Hoa Kỳ dễ dàng và không ngăn cấm trò ma mãnh này trong các bệnh viện. Vì thế, biết bao nạn nhân kết cùng thành con cháu Chúa với các tên thánh và những lễ ma mãnh quái dị như bôi dầu, làm phép xác, cầu hồn vân vân do các tên quả đen áo thủng và tiểu đội phục binh rủ đạo bày ra. Nhiều vụ cãi vã to tiếng trong bệnh viện khi thân nhân vì nhiều lý do không có mặt nơi người thân sắp và lúc chết. Điển hình tại bệnh viện Bình Dương, Việt Nam cách đây không lâu, một ni cô già mang bệnh ung thư, không con cái họ hàng và gia đình. Bà đã bị đám phục binh rủ đạo ngang nhiên mang xác ni cô về ngôi am tự của bà làm phép cải đạo qua những nghi thức quái dị được nêu như trên. Và sau cùng, một người cháu ni cô già ở xa nghe tin dữ và lối hành xử bất nhẫn của lũ phục binh này, thân nhân sư bà đã đâm đơn kiện thưa giáo xứ Bình Dương và nhờ Ủy ban Nhân dân cùng công an tỉnh Bình Dương can thiệp. Báo chí công giáo trong nước và hải ngoại chúng hồ hởi phấn khởi rao giảng tin mừng khắp thế giới với cái tít như sư bà Phật giáo được cải đạo tại chùa Bình Dương nơi bà tu hành. Kết cùng cả giáo xứ công giáo và tiểu đội phục binh rủ đạo nêu trên phải lên media Việt Nam xin lỗi và hứa sẽ không gây tội lỗi mà chúng đã gây ra như vừa qua. Đây là sự thật. Hẹn kỳ sau chúng tôi sẽ đem ra từng chi tiết đám phục binh rủ đạo tại quận Cam miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Gồm đầu sỏ là những tên mặt thẹo có khắc xăm thánh giá trên trán. Lê Tinh Thông, Trần Phong Vũ, Nguyễn Nghị Luận. Bọn này thường lên đài radio TV công giáo Little Sài Gòn âm tần 1480, đài công giáo Nòi để rao giảng và dụ đạo hàng ngày. Nguyễn Chí Thiện, Nhật Trường, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Sĩ Phú, Lý Tống và anh bạn cùng khóa phi hành là Nguyễn Thiên Bảo. Trên đây là những nạn nhân của đám phục binh rủ đạo tại miền Nam Cali, Hoa Kỳ.
sẽ hầu độc giả khi thuận tiện, tức là sẽ còn có nữa. Thu 2020, Trần Loan Châu. Đó, Ly bài này Ly muốn đưa lên thường xuyên để cho những cái người con chiên có lương tri biết mắc cỡ. Còn cái bọn tà đạo này thì nó chẳng biết xấu hổ là gì, bởi chúng nó không còn liêm sĩ nữa, liêm sĩ của chúng nó chó gặm hết rồi. Ly chỉ đọc lên đây cho người bên lương, người bên Phật giáo đó cảnh giác. Còn con chiên thì họ biết được cái tà đạo của họ dơ bẩn như thế nào, để nếu họ có tỉnh ngộ thì hãy tỉnh ngộ sớm. Đó là mục đích của Ly. Ly nhắc lại, Ly không có ý đồ gì hết. Ly chỉ muốn sự thật được phơi bày và những gì xấu xa được 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 những gì là xấu xa thì phải bị loại loại trừ khỏi đời sống của con người. Kính chào quý vị nhé.